lộ loạt biệt phủ khủng của quan chức, ai là người chống lưng. Quý vị thân mến, chuyện không ít tuyến phố, con đường trong các thành phố, thị xã, khu dân cư, lúc thì vặn vẹo sát vào nhà quan, lúc bỗng lùi ra rõ xa ở nước khác, không biết thế nào, chưa ta có lẽ chỉ trẻ con là không biết. Gõ cụm từ tham khảo, nắn đường sát nhà quan, chớp mắt nhận được 108 triệu kết quả. Vấn đề là cụm từ nhà quan cần phải hiểu cho thấu đáo, không thể lộn tung phèo giữa túp lều vịt với biệt thự, biệt phủ một tầng làm toàn bằng gỗ quý, trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, bởi chẳng có con đường nào rốt đến mức tự nắn mình sát vào chiếc lều vịt của bác nông dân hay ngôi nhà cấp 4 của phần lớn công nhân các khu công nghiệp. Về biệt thự biệt phủ, bài đăng trên báo điện tử đảng cộng sản.vn có đoạn Biệt thự biệt phủ của một số quan chức hàng tỉnh là một hiện tượng không thể xem thường. Hãy kịp thời uốn nắn, ngăn chặn, không để nó lây lan. Nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương 4 khóa 12 một lần nữa đã vạch rõ những biểu hiện cụ thể về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái về lối sống và đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phải chăng hiện tượng biệt thự, biệt phủ chính là sự biến tướng, chính là sự phát sinh của các biểu hiện ấy? Bài báo trên giới hạn ở một số quan chức hàng tỉnh, không biết các hàng khác tình trạng khá hơn hay tồi hơn. Có người nói vui rằng biệt thự, biệt phủ của một bộ phận không nhỏ quan chức nên được duy trì như biểu tượng của sự tri ân để sau này hậu thế biết loại công bộc đó của dân sống như thế nào những người làm khoa học giỏi vật lý thì ví von biệt thự biệt phủ như là một cục nam châm loại nam châm tuyệt diệu này không hút hoặc đẩy sắt mà hút đẩy các con đường do lực hút hoặc đẩy của hàng loạt biệt phủ khiến không ít con đường lúc cong mềm mại lúc khuynh càng cua khiến cho nhà văn nam cao có sống lại cũng phát khiếp nhưng có thật biệt thự biệt phủ có thể uốn cong cả con đường? Câu trả lời là không, 100% là không. Chuyện bộ phận này, bộ phận khác, đôi khi được gọi là nhóm này, nhóm khác, có sức mạnh thay đổi chủ trương, chính sách, kể cả trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật đã được báo chí nói nhiều. Điển hình là chuyện làm trái quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo đường Trường Trinh Hà Nội. Được biết, ngày 20 tháng 6 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 108-1998 quy đề TTG, phê duyệt quy hoạch hướng tuyến đường Trường Trinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Con đường này dài 2 km, điểm đầu là ngã tư sở, điểm cuối là ngã tư vọng, và tuyến đường được phê duyệt là đường thẳng. Khi thành phố Hà Nội thi công thì con đường này được nắn cong theo hình ghi đông xe đạp, mà nguyên nhân được vov.vn viết là bẻ cong đường Trường Trinh vì tránh nhà quan chức. Ngược với chuyện nắn đường tránh nhà quan là chuyện nắn đường sát vào nhà quan. Bài nắn cong đường vào đất quan cho biết tại tỉnh Trà Vinh, con đường đã bị nắn cong vào sát khu đất của nhiều quan chức, dẫn đến phải tốn thêm 10 tỷ đồng nữa mới đảm bảo xây dựng tuyến đường theo đúng phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Câu chuyện ở Trà Vinh xảy ra từ năm 2004 và được báo chí phát hiện vào năm 2010. Liên quan đến chuyện những con đường tự nhiên chạy sát vào nhà quan xảy ra từ hàng chục năm trước, có chuyện mới được thanh tra chính phủ phát hiện. Đó là ngôi nhà bốn mặt tiền của bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Lê Đình Quang, bí thư thành ủy thành phố Con Tum, giai đoạn 2011-2018, tọa lạc trên lô đất có diện tích 3.739 2 Kết luận của thanh tra chính phủ là, ủy ban nhân dân thành phố Con Tum đã tạo điều kiện để thừa đất của vợ nguyên bí thư thành ủy Con Tum có bốn mặt tiền như hiện trạng hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo thanh niên.vn, ông Quang nói, tôi không chỉ đạo, không làm gì sai cả. Chuyện mở đường là của thành phố ngay bờ, thẳng góc để phát triển đô thị, theo đề án cũ mà tôi ở đây chẳng có tác động gì. Và ai làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm. Thanh tra chính phủ đã kết luận nên chuyện sai đúng khỏi phải bàn luận. Vấn đề là Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum đã tạo điều kiện thì sai chỉ duy nhất do cơ quan này hay còn những cơ quan, đối tượng khác và mức độ xử lý như thế nào? Vì ông Quang đã khẳng định rằng tôi không chỉ đạo nên không thể không hỏi ông cựu bí thư thành ủy Con Tum rằng ông có biết điều lệ đảng, có biết nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối mọi hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có các hoạt động của cơ quan hành pháp là ủy ban nhân dân các cấp. Ông Lê Đình Quang từ năm 2011 đến năm 2018 là bí thư thành ủy thành phố Con Tum. Trước đó, ông Quang từng là tránh văn phòng công an tỉnh Con Tum, tránh văn phòng tỉnh ủy Con Tum nên hỏi ông về luật pháp cũng như các quy định của đảng chắc chắn là thừa. Được biết, hai tuyến đường cũ số 2 và 3 chạy sát khu đất nhà vợ chồng ông Lê Đình Quang được Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum phê duyệt trong quyết định số 6738 ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2010. Khi đó, ông Quang chưa làm bí thư thành ủy Con Tum. Hai tuyến mới số 11 và 12 được Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum phê duyệt năm 2011. Thời điểm phê duyệt có thể trước hoặc sau khi ông Quang làm bí thư thành ủy. Điều quan trọng là sự việc diễn ra từ năm 2011 khi ông Quang là lãnh đạo cao nhất thành phố Con Tum. Ngay cả khi Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum ban hành quyết định nắn đường trước khi ông Quang được điều chuyển về làm bí thư thành ủy thì cũng không thể nói hai con đường lẹm vào khu đất của vợ chồng ông hơn 200 mét vuông mà ông không biết. Mất mấy trăm mét vuông trong diện tích hơn 3.000 mét vuông nhưng lại trồi thêm hai mặt đường. Khu đất trở thành khu đất vàng thì ai hưởng lợi? Chả nhẽ chỉ một mình vợ ông Quang. Liệu có chuyện quyết định nắn đường của Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum đã được tính toán kỹ lưỡng để khi ông Lê Đình Quang tiếp quản vị trí bí thư thành ủy thì đó cũng là một món quà mừng tân quan? và ông cựu bí thư thành ủy Con Tum chỉ không chỉ đạo vụ nắn đường hay còn không ít vụ khác mà dân chúng chưa biết. Nói cách khác, nếu ông Quang với tư cách bí thư thành ủy không chỉ đạo hoạt động của cấp dưới và chuyện mở đường là của thành phố thì ông Lê Đình Quang giữ chức bí thư thành ủy để làm gì? Một ông cựu bí thư thành ủy nhận trách nhiệm khi còn tại vị liệu có nên xem xét tư cách đảng viên, nhất là xem xét theo quy định những điều đảng viên không được làm? Chúng tôi không tin Ủy ban Nhân dân cấp thành phố ban hành các quyết định lại không hề tham khảo ý kiến lãnh đạo thành ủy. Phải chăng có sự đi trước đón đầu khi biết tin ông Lê Đình Quang sẽ về làm bí thư thành ủy nên với sự năng động sáng tạo của các chuyên viên trong cơ quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum đã chủ động nắn đường vào sát khu đất khiến vợ chồng ông cựu bí thư thành ủy bị mang tiếng. Làm công bộc của dân chỉ cần ngồi trên ghế không chỉ đạo nhưng vợ con lại có đất vàng bốn mặt tiền thì chắc chả ai dại mà làm dân. Thưa quý vị, sau hàng loạt cán bộ các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật đảng và chính quyền, đến lượt nhiều cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa như Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Sơn Hải bị Thủ tướng kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức hoặc xóa tư cách lãnh đạo sau khi họ bị kỷ luật đảng. Những sự việc đã nêu cho phép người dân tin rằng lượng củi tươi cho vào lò ngày càng nhiều và dù có tươi roi rói cũng phải thành cho khi lò đang rực lửa. Có lẽ nhiệm vụ khó khăn hiện nay là phát hiện ngay khi củi còn tươi chứ không phải khi đã khô hoặc sắp biến thành củi mục. Chuyện trên có chính sách, dưới có đối sách được vị lãnh đạo cao nhất đề cập không phải quá khó nhận diện. Điều này nghĩa là không ít người vẫn tỉnh bơ trước bức xạ nhiệt từ lò nóng phát ra hay người ta đang tìm đủ mọi cách be bờ tát nước. Người xưa có câu, đời tràn mặn đời còn khát nước. Ngày nay chuyện khát nước chẳng cần chờ đến đời con, cũng chẳng cần chờ sau hoàng hôn nhiệm kỳ như các ông Vũ Văn Ninh, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, vân vân. Ngày nay, cơn khát của những vị quan ăn mặn, ăn bẩn, ăn tạp đến ngay khi đang ăn, khi vừa ký xong văn bản, bất kể là tự nguyện hay vì lý do nào đó phải ký. Câu nói bệnh từ mồm mà vào quả là ứng nghiệm với những người ăn mặn, ăn bẩn, ăn tạp. Căn bệnh sinh ra từ việc ăn không chừa thứ gì này là bệnh hối hận. Điều chưa từng có trong lịch sử là bệnh hối hận lại không do các giáo sư, tiến sĩ ngành y phát hiện mà là ủy ban kiểm tra trung ương với sự góp sức của người dân và các cơ quan báo chí, cơ quan bảo vệ pháp luật. Muốn chữa bệnh hối hận phải có thuốc hối hận. Sử dụng cụm từ thuốc hối hận là do thói quen nói tắt của người Việt, chẳng hạn thay vì nói xay bột gạo cho trẻ em, người ta nói xay bột trẻ em hoặc nói thuốc cảm cúm dùng để chữa bệnh cảm cúm, trong khi đáng lẽ phải nói thuốc chữa cảm cúm. Bệnh hối hận chẳng ai không mắc, từ dân thường đến quan chức. Có điều dạo này thấy nhiều vị từng ngự trên những chiếc ghế rất cao, hối hận khiến dân chúng không khỏi lo âu. Nếu căn bệnh này trở thành dịch thì tìm đâu ra thuốc chữa. Nếu quả trên đời này có thuốc hối hận thì chắc chắn sẽ có người cam tâm đánh đổi toàn bộ gia tài lấy loại thuốc này. Không biết trong số những người ấy có bao gồm những cái tên một thời đình đám như Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn, Phan Văn Vĩnh. Muốn tìm thuốc chữa thì phải tìm được căn nguyên bệnh một trong những căn nguyên của bệnh hối hận là chữ ký. Trước tòa, ông Đinh La Thăng hối hận, xin lỗi vì đã để xảy ra sai phạm khi làm chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN thời kỳ 2009-2011. Tuy nhiên, ông Thăng cho rằng việc hội đồng thành viên quyết định PVC, tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí, làm tổng thầu là căn cứ vào sự đồng ý của hội đồng thành viên. Bị cáo thay mặt hội đồng thành viên ký báo cáo rất mong hội đồng xét xử thấy rằng lãnh đạo của tập đoàn không thể chỉ mình bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị bắt tạm giam vì đã ký quyết định 236 QĐ BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án để Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ông Tuấn cho rằng việc ký quyết định 236 là không đúng nhiệm vụ được phân công. Bị can nói rằng từng không đồng ý ký và đã báo cáo với bị can Nguyễn Bắc Son nhưng ông Son vẫn chỉ đạo phải ký vì cho rằng ông Tuấn phụ trách lĩnh vực phát thanh truyền hình. Cùng chung căn bệnh hối hận còn có cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thực sự dày rút và hết sức hối hận, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa hối hận, xin lỗi Bộ Công an, vân vân. Cả hai ông Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn đều khẳng định phải ký văn bản vì đây là quyết định của tập thể hoặc cấp trên chứ bản thân đều không muốn. Vậy còn trường hợp ông Hoàng Trung Hải khi còn là phó thủ tướng ký các văn bản liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên Tisco 2 thì có phải cũng bị áp lực như ông Thăng ông Tuấn? Về vụ Tisco 2, thông tin trên báo thanh niên.vn cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 7650 ngày 28 tháng 12 năm 2012 gửi các bộ tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư và ngân hàng nhà nước đề nghị cho ý kiến để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhưng hầu hết các bộ ngành không đồng ý. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc điều chỉnh nhiều hạng mục do nhà thầu đưa ra không hợp lý và không có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, ông Hoàng Trung Hải vẫn ký văn bản số 3136 gửi Bộ Công Thương và VNS, Tổng Công ty Thép Việt Nam, đồng ý cho Hội đồng Quản trị VNS quyết định chịu trách nhiệm việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và văn bản số 2339 thể hiện nội dung tiếp tục thực hiện dự án với tổng mức đầu tư điều chỉnh 8.104 tỷ đồng. Hầu hết các bộ ngành không đồng ý nhưng ông Hải vẫn ký, vậy áp lực nào khiến một vị phó thủ tướng bỏ qua mọi ý kiến tham mưu? Những chữ ký của ông Trương Minh Tuấn, Hoàng Trung Hải trong vụ AVG và vụ Tisco 2 đều liên quan đến những hợp đồng có giá trị khoảng 8.000 tỷ. Sự khác biệt là các bên trong vụ AVG đều là người Việt nên ngân sách thu hồi được toàn bộ, còn với vụ Tisco 2 ngược lại, đối tác Trung Quốc thực hiện gói thầu EPC trong dự án Tisco 2. EPC thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng và lắp đặt là nhà thầu MCC, công ty tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc. Năm 2013, MCC dừng thi công nhưng đã kịp ôm 92% giá trị hợp đồng mà Tisco ưu ái trả trước, trong khi các hạng mục chính của gói thầu EPC đều chưa hoàn thành. Ông Hoàng Trung Hải giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2007 đến tháng 2 năm 2016 nghĩa là trùng với thời điểm MCC ôm tiền rời khỏi dự án. rồi cương vị phó thủ tướng với đống sắt hoen dỉ trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại Tisco, ông Hoàng Trung Hải trở thành ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội. Với bàn lãnh đạo mới, người dân thủ đô và cả nước mong mỏi và hy vọng Hà Nội sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Vậy điều gì đang xảy ra? Từ năm 2016 đến nay, dư âm của thời kỳ Hà Nội không vội được đâu. Quy hoạch băm nát thủ đô vẫn hiện diện tại tòa nhà 8B Lê Trực, đường sắt cát linh hà đông nước sông tô lịch hôi thối kẹt xe và ngập úng diễn ra thường xuyên ngay tại trung tâm hà nội không khí bị ô nhiễm nặng nề vân vân hà nội vẫn là một đô thị chẳng chịt mạng nhện các loại dây dẫn tại các khu dân cư và trên đường phố thực phẩm bẩn vẫn tràn lan khắp vỉa hè và bụi mịn trong không khí đã đến nguy cơ báo động đỏ còn những nét mới tô điểm thêm cho hà nội trong mấy năm qua là gì xin điểm danh vài nét chính cơ sở bóng đèn phích nước dạng đông cháy ngùn ngụt với hàng chục kg thủy ngân độc hại phát tán ra môi trường. Nước ăn của hàng vạn dân nhiễm dầu độc hại từ nhà máy nước sông Đà. Vụ buôn lậu rửa tiền tại hai công ty mang tên Nhật Cường trở thành vụ án trọng điểm do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Mấy chục cán bộ vụ xẻ thịt rừng phòng hộ sóc sơn thoát kỷ luật vì ốm. Những nét mới nêu trên chỉ đơn thuần là yếu kém quản lý hay cũng còn những yếu tố khác chẳng hạn về kinh tế liên quan đến đối tác nước ngoài vụ tisco xảy ra đã gần chục năm nay mới dần sáng tỏ người dân cả nước mong rằng sau xử lý vụ tisco trung ương sẽ sớm xem xét vụ thủ thiêm đồng thời người dân cũng mong mỏi chính phủ mạnh tay truy nã những kẻ phạm tội đã lẩn trốn ra nước ngoài không thể để chúng vừa vét tiền của phá hoại an ninh quốc gia rồi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vẫn biết với thể chế hiện nay không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân, nhưng nếu không nói đến vai trò của người đứng đầu thì cần người đứng đầu để làm gì? Liệu đất nước có thể cứ mãi chấp nhận những vụ hối hận sau khi hàng nghìn tỷ đồng trở thành sắt vụn hoặc bị doanh nghiệp nước ngoài vơ vét? Trên đời này chẳng ai có thể bào chế ra thuốc hối hận. Không muốn bản thân, đời con đời cháu phải lầm lũi bước đi thì cần tấm bản đồ cuộc đời chính mình, chứ đừng nhìn vào nét chỉ đỏ ngoan ngoèo trên bản đồ của người khác.